Chào buổi trưa tất cả mọi người, mình sẽ lại đến với thông tin tình hình trưa ngày hôm nay, ngày 1 tháng 9. Thì đầu tiên chính là Bến Tre không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới nào vào trưa ngày hôm nay. Thì theo đó Bến Tre vẫn là 1.768 ca và 42 ca đã tử vong và 1.245 ca đã ra viện. Và thông tin tiếp theo chính là Bến Tre triển khai chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 Verocell tại tỉnh Bến Tre. Thì đối tượng tiêm chủng là công dân Trung Quốc sinh sống tại tỉnh Bến Tre theo đề xuất của Đại sứ quán Trung Quốc. Dự kiến sẽ là 316 người tại Bình Đại, Thành Phú và thành phố Bến Tre. Và thành phố Bến Tre cũng đề xuất phương án điều chỉnh các chốt kiểm soát trong nội ô thành phố, tăng cường kiểm soát cửa ngõ, lập thêm chốt cửa ngõ nếu cần thiết để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, tránh để dịch xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn thành phố. Thì thời gian thực hiện điều chỉnh các chốt bắt đầu từ ngày 4 tháng 9. Và theo đó cũng sẽ khôi phục lại các phiếu đi chợ của hộ gia đình từ ngày 4 tháng 9. Mỗi hộ gia đình được đi chợ một lần cho một tuần. Đi chợ trong khung giờ quy định là từ 6 giờ sáng đến 10 giờ sáng và từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Và thông tin cuối cùng cho bản tin trưa ngày hôm nay chính là làm việc với đối tượng xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội. Thì ngày 31 tháng 8, Công an thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre đã mời anh Nguyễn Trần Nguyên, sinh năm 1995, ngụ xã Phú Hưng, đến làm việc để làm rõ hành vi đăng tải nội dung xúc phạm uy tín danh dự của cơ quan tổ chức trên mạng xã hội. Thì trước đó ngày 27 tháng 8, anh Nguyễn Trần Nguyên đi qua một chốt kiểm soát dịch trên địa bàn xã Phú Hưng nhưng không xuất trình được giấy tờ. Khi bị lực lượng chốt ngăn lại, yêu cầu anh quay trở về, bực tức vì không được qua chốt, anh Nguyên đã lên mạng xã hội Facebook viết những lời lăng mạ tục tiểu xúc phạm lực lượng công an. Sau khi làm việc, anh Nguyễn Trần Nguyên đã nhận thấy hành vi vi phạm của mình và viết cam kết sẽ không tái phạm. Hiện Công an thành phố Bến Tre đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin trường ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký nhớ cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.